Minh xin được gửi tới ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội diễn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Sơn La lần thứ 21 năm 2024 thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể quý vị, đến tham dự hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Sơn La lần thứ 21 năm 2024, đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Quỳnh Nhai xin được gửi tới toàn thể hội diễn chương trình nghệ thuật với chủ đề Sắc màu quê em. Chỉ đạo nội dung, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai, chỉ đạo nghệ thuật bà Mẹ Đến Hoàng, giám đốc trung tâm truyền thông văn hóa huyện Quỳnh Nhai, biên đạo múa Thu Vinh, tổ chức thực hiện trung tâm truyền thông văn hóa huyện Quỳnh Nhai. Chương trình nghệ thuật gồm các tác phẩm múa, dân đàn, âm nhạc Minh Đức, biểu diễn tốt nữ, song ca Về Tây Bắc cùng em, sáng tác Minh Dương, thể hiện Tòng Định, Đường Huế, hòa tấu đàn tính, giai điệu Long Té, sưu tập âm nhạc nghệ nhân ưu tú Hoàng Chiêm, biểu diễn các nghệ nhân đàn tính cùng tốp múa phù họa. Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc, trang phục nguyên bản thí sinh Tòng Hương Trà, trang phục cải biên nâng cao thí sinh Lương Thị Thu Hà, đơn ca Về Quỳnh Nhai quê em, sáng tác Quỳnh Hợp, thể hiện Lương Huế cùng tốp múa phù họa. Múa Vui Hội Khâm Bú, âm nhạc Minh Đức, biểu diễn tốt nữ. Sau đây, chương trình xin phép được bắt đầu. Thank you.
Thank you.
thưa quý vị, mỗi dân tộc đều có trang phục riêng phù hợp với phong tục tập quán, quan niệm thẩm mỹ, địa bàn cư trú. Nhưng tất cả đều phục vụ mục đích làm tôn lên vẻ đẹp duyên dáng của người con gái Thái, nổi bật chủ thể con người với thiên nhiên hùng vĩ. Và trên sân khấu lúc này là thí sinh Tòng Hương Trà, cao 1m62, năm nay cô vừa tròn 18 tuổi, đang trình diễn bộ trang phục áo dài truyền thống của dân tộc Thái Trắng Quỳnh Nhai, hay còn gọi là sửa luông. Đây là loại áo liền váy được thiết kế gồm 3 mảnh, nổi bật giữa nền đen là hai hàng cúc bấm dọc từ đoạn ngực xuống đến gấu áo. Loại áo này được may bó sát thân hình, gợi lên những nét duyên dáng uyển chuyển của cô gái Thái. Hai bên ngực áo được trang trí hoa văn gọi là sóng sửa, chiếc ngực trang trí đường hoa văn xuống đến gấu áo gọi là lan can sửa luông. Diện với sửa luông là chân váy màu đen truyền thống, đi kèm là phụ kiện vòng tay và nón được làm thủ công. Với sự khéo léo và tài hoa của người thợ may kết hợp với bộ trang sức, tạo nên một bộ trang phục áo dài truyền thống của người Thái Trắng. Tuy đơn giản nhưng duyên dáng và thanh lịch, gợi lên vẻ đẹp chân chất trang nhã của cô gái Thái Trắng Quỳnh Nhai trong các ngày lễ hội và ngày đi làm dâu. Thưa quý vị, tiếp theo quý vị sẽ được chiêm ngưỡng trang phục cải biên của người Thái Trắng huyện Quỳnh Nhai do thí sinh Lường Thị Thu Hà, cao 1m63, năm nay cô vừa tròn 18 tuổi. Cùng với sự phát triển của xã hội, trang phục của người Thái Trắng huyện Quỳnh Nhai đã được cải tiến, cách tân cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh sống. Đây là một loại áo được may bằng chất liệu vải mềm màu đỏ, kèm với chân váy kim phun hoa và dải văn xanh. Áo màu đỏ xẻ ngực, cổ áo hình trái tim và mang nẹp vắn sau gáy. Áo được may bó sát người, vừa tôn eo lưng thon thả, vừa phun đầy bộ ngực thanh tân, gợi lên đường cong mềm mại duyên dáng của cô gái Thái. Áo được thiết kế dài tay, đặc biệt nổi bật là hai hàng cúc bướm nối liền hai vạt áo, đã tạo nên chiếc áo cóm hay còn gọi là sửa cỏ. Thưa quý vị, theo quan niệm dân gian của tộc người Thái Trắng, hai hàng cúc bạc trên hai vạt áo cóm là tượng trưng cho sự kết hợp giữa nam và nữ, tạo nên ý nghĩa nhân sinh tinh tế. Diện với áo cóm là chân váy màu đen được in phun hoa, đi kèm là bộ xà tích, đã tạo nên điểm nhấn cho vòng eo thon, thắt đáy lưng ong. Thưa quý vị, chúng ta đang được chiêm ngưỡng phần thi người đẹp trình diễn trang phục nguyên bản và trang phục cải biên của người Thái Trắng Quỳnh Nhai. Hai bộ trang phục được thiết kế mang nét đặc trưng bó sát người, gợi lên đường cong mềm mại duyên dáng của cô gái Thái. Cùng với sự thay đổi của thời gian, nhưng những người con Quỳnh Nhai và các dân tộc anh em cùng sinh sống luôn đoàn kết, cùng nhau giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Dấu bao niềm nức nở, thiên sông còn đâu? Mường chiến lên mường rào, cho thủy điện Sơn La thắp sáng bừng tổ quốc. Bên cũ đâu hay sao? Bên ở
phường chiến quê anh. Dòng sông phẳng lặng dấu bao niềm nức nở. Phiên dâu còn đâu, mương chiến lên mường giàng cho thủy điện Sơn La. We
kêu ban tổ chức và giám khảo cùng toàn thể hội diễn chương trình nghệ thuật Sắc Màu Quê Em của đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Quỳnh Nhai xin khép lại tại đây. Một lần nữa xin gửi tới quý vị đại biểu khách quý, ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội diễn lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Sơn La lần thứ 21 năm 2024 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.